Ủa hấp mà trúng gì trời? Chạm dữ ta. Nguyên dây luôn. Chạm không. Đâu? 1 cục 2 cục 3 cục 4 cục 4 à. 4 cục 4 2 cục cháo. Còn như đóng hồ. 3 2 1 mới lên chút nè. Đóng hồ. Chưa chút. Ủa anh thất mà anh cũng đòi trúng em nữa. Có họ cá gì à. Quy định rằng là bên số nhỏ là bờ e và số lớn là bờ bê nha nè. Ủa cái cuốn màu hồng ngon, bánh cuốn màu xanh hay gì mà. Sáng bắt con cá xì khối luôn rồi. Đây, con tôi nặng hơn ông đó. Sáng bắt con cá xì khối luôn rồi, bốc khối đầu luôn rồi. Phê. Hai bên đây. Nói chung giờ vô. Bữa anh có đi chở bằng ai đi tái thắng lấy cái đâu này mà tụi coi nhà đâu mình đâu này chắc chắn chứ khu vô này đã giờ mấy con này đã ngày đó rồi không biết mấy khu này không biết chỗ này nè coi nhà đâu ông chết chắc mất bữa là cái mình nhiều hơn cái mình chi được vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nằm khúc dưới rồi vậy. Không thấy giáp bản. Chào ơi. Dạ đây đây ơi. Con ngồi mấy anh? Dạ dạ được. Hả? Mấy? Con sáu anh. Con sáu hả? Con gì hả? Ủa anh Đạt không ngồi lúc nào anh bệnh? Đạt đến đâu hả? Chắc khúc dưới mấy anh đầy quá. Lên Hùng ơi. Lên Hùng ơi. Lên Hùng ơi. Hùng 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 Hùng. Cáo mà gì đó. Cáo mà gì đó. Cáo mà không hả? Dạ, dạ, dạ. Giờ không gặp nhà nè. Không ký nữa rồi. Người ta đập heo mà ông biết ông đập cái gì vậy trẻ. Cái này em đập ông. Ờ, em đập ông. Ok, hợp lại. Cái gì coi cũng dày à. Là cũng dày á. Là giả hả? Con càng mình giục cho mất tiền. Một cái máy nhỏ hả? Một cái năm rồi. Có phải em đang giả nó thiếu à? Con cao mình thấy không? Nghe bên này đi. Cái nào cũng biết uống. Cao phải nhiều á. Cao phải nhiều á. Nhỏ quá không có nghe. Hai ba trả luôn. Trả trả hai tô mì đi qua đây nè. Trả luôn, trả luôn, trả luôn, trả luôn. Trả luôn hả? Lưu về cái cảnh này nha, lưu về cái cảnh này. Hồi nãy chị kia chứ đứng né ngay cái màn hình này cho ông dính quá. Đó. À. Ê. Qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi chuẩn bị đánh rồi nè. Đó nè nó còn cả anh xiền luôn đó. Cho lên tới rồi. Cho lên tới rồi. Rồi luôn. Bắp. Còn ăn á. Để còn ra đi, để còn ra đi, từ từ cho thẳng cây rồi bắt. Còn ra. Con đi. Quay mà. Nước đi. Bán cơm xong ăn lắm, ăn đi. 15 kg. Má còn lên đấy. Cho bán luôn. Cháu phải thôi. Cháu phải nhiều anh ơi. Nhiều. Cầm cơm đi. Bỏ đây đi, tao ba người.
Trời ơi. Cá nó nhảy. Nó lên bờ luôn rồi trời. Vừa mới cơm xong cá nó bự luôn. Ủa? Ủa? Xíu luôn. Nó mà thấy lúc đầu quá lên là thấy rồi. Hết mê. Sao là gì? Có cục xoay luôn. Chưa. Bữa nay là đã qua. Tám này cắt thừa. Chị hết rồi. Này ăn muốn ăn gì em cháu? Cháu mạnh. Thịt heo ăn cám. Cá mà. Ông đi đâu hả? Sao đi phố mới về nè. Vậy không ghé Sài Gòn tao chứ tao nhất. Phải đi rồi đi đạp đủ cái ốc. Quá lùng luôn quá khỏi thì lúc quên nữa mẹ kêu vừa quốc bả không quay về. Đi đâu? Anh Trương á, dùng xe anh Trương á. Đi bằng lái tính á. Đậu không? Đậu không? Đậu, chửi nó liền. Nói mày... Mày đâu, mày không cho tao đậu mà mày còn làm vậy chết tao luôn rồi. Muốn cái gì mày dính đậu không? Nó không bảo vệ không anh. Mà lên em muốn thi bằng lái gì đó. Đi đâu quá? Cố lên. Đi dài hả? Còn vậy nó hơi sai lắm hả? Dầu đỏ hả? Mấy người nãy vậy hả? Mấy người nãy vậy? Ghẹo ông anh thu quà. Mời. Ông có nhắc lại cái chuyện cái ao cái nỗi đau. Nó nhắc lại biết rồi. Gạt mình giúp mẹ thì mẹ cho tao bắt mày lên 15 kg luôn mày. 15, 13 gì cũng được. Cô cho mẹ các bạn. Nếm kìa bây giờ nếm. Cá ăn hết mình. Trời ơi con cá quá trời bự luôn, đặt theo luôn. Có qua con mồi mà ăn cá chưa, con mồi chưa tới rồi ăn cá nữa nè. Qua cánh trái bắt con cá nái nái. Qua cánh phải bắt cá nó phải luôn. Mấy ông này ép tôi ta. Anh giờ anh nhổ cần em quánh lại nghe xuống sao sáo mấy mé mình chết đạn thì chết đen này nè. Quánh chui ống luôn. Qua đây rác đọt qua đây. Kiến động mà kiến trời đó đụng nó có bự sao. Nếu mà cây này mà ăn rồi là cây sao là quýnh đầu quên. Sáo nhỏ luôn. Lớn xác nè. Chơi giờ bao nhiêu tiền mà nó không gì. Gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.